Ngày 7 tháng 7, tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, số 9 phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Intercom Group và công ty Tokai chính thức ký kết hợp đồng đầu tư. Trước đó, hai bên đã bắt tay thỏa thuận trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 2 phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Trải qua quá trình hoàn thiện pháp lý đầu tư ra nước ngoài và thẩm định doanh nghiệp kéo dài 10 tháng, Shark Việt nhiều lần sang Nhật Bản để đánh giá thị trường và hỗ trợ startup trong bước đầu khởi sự doanh nghiệp. Hai bên chính thức chốt deal đầu tư 12 tỷ đồng, đổi lấy 51% cổ phần như đã cam kết trên truyền hình. Đây là thương vụ thứ hai Shark Việt đầu tư thành công khi ngồi ghế nóng chương trình Shark Tank. Định hướng phát triển của Intercom trong 10 năm tới thì có 6 định hướng lớn, trong đó có định hướng đầu tư ra nước ngoài. Tôi sẽ tập trung vào cái thị trường Nhật Bản để tận dụng những cái lợi thế về khoa học, về công nghệ, về con người, về khoa học quản lý và tính nghiêm túc của người Nhật Bản áp dụng chuyển giao cho Việt Nam trong các lĩnh vực là bất động sản, chăm sóc sức khỏe cũng như là cái năng lượng sạch và các cái công nghệ thân thiện với môi trường, giúp không những chỉ cho Intercom mà cho cộng đồng người Việt Nam. Trước mắt là Hà Cảnh sẽ nhắm vào cái cộng đồng người Việt Nam sẽ ở tại Nhật Bản, cũng như là sẽ hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sang Nhật Bản làm việc, và sau này thì xong cái thời gian làm việc ở tại Nhật Bản thì quay trở về Việt Nam, nó có cái hệ sinh thái để làm việc. Thay đổi cơ bản của Tokai là Tokai sẽ hướng vào cái cộng đồng người Việt, giúp đỡ cộng đồng trước, xong rồi sẽ được hưởng lợi từ việc giúp đỡ ấy, chứ không phải là chỉ lấy hưởng lợi từ cộng đồng mà không có quay trở lại với cộng đồng. Việc mà Tokai nhận được đầu tư của Intercom thì đây không chỉ là có giá trị về kinh tế, giá trị về lợi nhuận, mà cái giá trị sâu hơn nữa Tokai nhận được là kinh nghiệm, là cái những cái định hướng, những cái bài học, những cái chỉ đạo của một cái doanh nghiệp lớn và vững mạnh như Intercom. Tokai ở bên Nhật cũng đã tiến hành mở những cái quy mô ký túc xá cho sinh viên với quy mô nhỏ và vừa, và cũng có triển khai mô hình nghỉ dưỡng cho người Việt Nam nói riêng và người quốc tế nói chung khi đến Nhật. Trong tương lai thì với cái sự đầu tư không chỉ về tài chính của Intercom mà sẽ có những cái định hướng rất là rõ ràng trong cái vấn đề kinh doanh và hỗ trợ để mà startup thêm cho Tokai về kinh nghiệm cũng như là định hướng thị trường, thì trong tương lai thì Tokai và Intercom sẽ cùng nhau thực hiện những cái dự án lớn hơn đúng theo những cái cam kết trên truyền hình và cái quy mô mà thực tế mà Tokai đã kêu gọi trên Shark Tank thương vụ bằng tỷ mùa 2. Trong khuôn khổ lễ ký kết, Sa Nguyễn Thanh Việt đã trao cho ông Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản 5.000 USD để hỗ trợ hoạt động hội. Sa Nguyễn Thanh Việt, Intercom Group và Tokai cam kết sẽ luôn nỗ lực hết sức để mang lại giá trị cho cộng đồng người Việt tại Nhật và cộng đồng người Việt Nam nói chung. Mùa 3 Shark Tank Việt Nam, Sa Nguyễn Thanh Việt tiếp tục trở lại ghế nóng chương trình với vai trò 4 trong 1, nhà tài trợ, nhà đầu tư chính, một doanh nhân thành công và một startup khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế với thương hiệu Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Những kinh nghiệm từ thực tế đầu tư và tâm huyết của một đời doanh nhân sẽ tiếp tục được Sa Nguyễn Thanh Việt lan tỏa tới cộng đồng khởi nghiệp.